rút. Không được rút. Em chén rượu chén chè vào là ăn nói lung tung cả. Ngộ nhỡ xảy ra nổ súng thì hỏng hết công việc thành thằng cháu thủ đấy. Dao kiếm nó vô cùng. Súng ống thì nó lại cướp bỏ bất kỳ. Cháu hiểu không? Được chưa? Ôi, khổ quá. Thế mình cãi nhau đừng tranh luận nữa. Ông kia con làm sao hiểu con ơi? Tụng tụng lồng tụng tụng. Con mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương được chưa? Con cáu gắt ngủ cái gì? Mày làm sao vậy mẹ con? Em ruột của ông Gia Huy, nhưng mà kể cả thằng mẹ. Chào cháu ông ạ. Tôi không phải là thằng cô. À ơi. Còn đây là chú Quỳnh. Rượu của tôi. Tức là chồng cũ của mẹ của dâu hả? Tôi biết rồi. Còn khi em trân trọng giới thiệu với ông đây là em là Nghĩa. À, đây là Nghĩa, chú của cô dâu. Nhưng mà họ ta không có trọng mà. Không cần phải bỏ qua đâu. Còn đây là... Em là Tuấn. À, đây là chú Tuấn, cũng là chú của cô dâu. Anh Phân, thế là hết đấy. Vâng, thì tôi hỏi là thế từ mẹ của Ti Lê Xuân là đâu? À, cô đang ở trong này. Đây. Xin giới thiệu với các ông các bà, đây là mẹ của cô dâu, tên là Xuân. Nhưng mà bây giờ mất rồi thôi, cất bà đi. Không bỏ qua. Vì không biết đâu rồi. Chứ ông quên là thằng Thổ nó bảo là mẹ của Tina Xuân mất từ hồi nó mới lọc lòng. Này anh Thổ này.
Thằng này biết là mẹ ru ngủ nhá. Nhắm hết mắt vào rồi. Dạ, tôi chú chú trẻ xin thay mặt bố chú trẻ dược rồi dược rồi dược rồi dược rồi dược rồi. Cần nhiều